Lần nữa nha bỏ nha mày. Thấy chưa? Bỏ nha chưa? Để chụp chụp hình mà giả gái như thế này mà được chụp núi hay đầm không phải là dễ. Vì những cái vị trí đấy là ai? Là những cô hoa hậu và những người cinep nổi tiếng. Còn bây giờ mày nghĩ đi, tao mà đứa bước vào được cô với cô được cái vị trí thì thấy như thế nào? Là phải chỉnh chu, là phải đẹp, hiểu chưa? Mày thấy cái nế tao không? Mình ta phải như thế này này. Mình ta phải như thế này này. Cái con nào mà bước vào một cái thế này đi thì biết là biết tay tao. A few moments later. Dạ em rất dễ thương, em rất là bình thường. Thật sự là em không có bị điên đâu nha mọi người. Tại vì em quay em vậy thôi chứ thật sự là lúc mà bình thường em rất là bình thường. Em không có bị điên. Giống như là vì bản thân em nó hay đồn với mọi người là em bị thần kinh dạ không có. Em rất là dễ thương và em rất là bình thường nha mọi người. Mọi người đừng nghĩ em bị điên nha. Dạ. Lúc nào chị sẽ muốn con khác, muốn con này làm gì? Đúng không? Còn muốn giống con gái thì muốn con mấy con gái mà làm. Sao này mình quá sức rồi. Thế thì mày đâu mày kể. Không dễ tính vậy. Không đẹp gì đâu. Không đẹp gì bạc bà. Thằng nào mà vô làm thì đẹp như tao. Đúng rồi đó, tôi thấy rồi đó. Giờ chịu thì thôi. Đó. Ok bà. Hai cái đầu gối phải khép lại với nhau mà nội ơi, cái gì vậy? Mày làm nó đẻ 8 ngày mai tao thành con trai. Tao sẽ hóa trang ốc em. Tao sẽ chụp một bộ hình con trai. Để mày coi. Em à. Trời ơi, mày giận nóng mà nóng mình lên như sao. Em ơi. Trời ơi, mùa xuân đến đằng em rất luôn. Mùa xuân đến đằng này nè. Mùa nè, mày nắm tay tao đi nè, tao này coi nè. Mày đẹp rồi. Tao là mày, tao là mày. À rồi. Điều đó tới mày đi, tao hiểu. Đúng rồi, bạn bạn nào. Đào ra quân một gian. Đi nè bác. Tại vì lấy bông cho em. Nè anh gánh vậy thôi chứ anh ơi đâu có chơi thì đâu. Ba bự thôi. Ta kết dài rồi cũng gánh thêm mày nữa. Bên này còn níu bên này. Thôi nếu chủ. Tôi đi nhanh bên kia rồi bớt đi lại. Các bạn đảo tấm hình coi. Ngoại khuyến các con phải sao đứng đây? Sắm một chiếc xe mô tô
mà chúng ta không nên chạy, mà chúng bay phải chở, bắt con bánh bèo chở, rồi chúng ta ngồi ở phía sau thì nó mới đặt xe, nó làm sợ hãi hả? Trong tim bao người hát vang. Chờ giao thừa sang, chờ đón muôn nhà. Mong cho sang năm được giàu sang, mong cho sang năm được bình an. Đó là những điều tốt đẹp nhất của Hưng. Thương gửi đến tất cả các cộng đồng mạng, các cư dân của kênh YouTube Đàm Vĩnh Hưng. Một năm qua, chính quý vị và các bạn đã cho Hưng một cái niềm vinh dự rất là lớn. Cái kênh YouTube của Hưng đã một sự thay đổi rất rõ rệt luôn. Từ lượt người xem nè, rồi kể cả nội dung của chương trình thay đổi quá nhiều, đúng không ạ? Làm cho mọi người rất là bất ngờ. Hưng cũng cảm ơn cả ekip của mình nữa. Muốn có điều đó thì điều quan trọng nhất chính là khán giả của Hưng phải subscribe kênh nè, phải chia sẻ nè. Nhớ một điều nha, không có ai thu tiền quý vị hết nha. Trả công cho Hưng bằng một cách một subscribe, một nhấn chuông liền nha, nhấn chuông liền nha. Thôi thì bây giờ tôi xin chúc cho tất cả khán giả của Hưng, các fan thân yêu của Hưng khắp mọi nơi, năm châu bốn bể gần xa, những ai từng nghe nhạc Hưng, yêu thương Hưng là khán giả, là fan của Hưng hết. Một năm thật là nhiều tiền bạc, nhiều sức khỏe, nhà nào cũng giàu sang, ổn định, kinh tế đi lên, hạnh phúc bình yên. Tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả các fan của Hưng, nhất là những khán giả thân yêu của Hưng tại kênh YouTube. Happy New Year, chúc mừng năm mới. I love you my fans.